Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với góc chia sẻ của gia đình nhà Ella. Hôm nay mẹ Ella lại có một cái món ngon đây muốn giới thiệu đến cho những anh chị em ở Mỹ nè. Món mình muốn giới thiệu hôm nay là món mắm ha, món đồ chấm mắm ruốc nguyên con. Cái loại này ở Việt Nam người ta đưa sang Mỹ bán nè các bạn. Mắm ruốc thì mình cũng ăn nhiều loại rồi, tuy nhiên là cái loại mà mình ăn mà mình thấy ngon nhất á là cái loại này nè. Cái loại này thì mình cũng mới biết gần đây thôi, qua một cái người chị bên chồng của mình á, chị mua online về ăn là thấy ngon rồi mang đi tiệc trong gia đình là mấy chị em ngon, chị ăn thấy ngon rồi mang đi tiệc gia đình á, rồi mấy chị em ở trong nhà ăn thấy ngon rồi lại tiếp tục order, rồi mình ăn thấy ngon quá nên là mình giới thiệu đến đây cho những cái anh chị nào mà thích cái món mắm ruốc này để chấm thì có thể mua về ăn thử nha. Mình nghĩ là nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Ở trên này thì họ có đề là thương hiệu của cái loại mắm này là Cô Tư và địa chỉ của nó là 29 khu An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Tuy nhiên là cái loại cái này có lẽ là địa chỉ bán ở Việt Nam thôi, mà mình không mua ở Việt Nam mình không biết ha. Cái này mình mua ở Mỹ. Và cái Facebook mà mình xin chị mình á, để giới thiệu đến mọi người á, để mua á, là cái Facebook của cái cô bán hàng này là tên là Hanna Huỳnh. Và các bạn muốn xem cái chữ viết như thế nào cho chính xác để các bạn vào Facebook tìm á, thì các bạn có thể xem dưới cái phần mô tả mình có để tên Facebook của cái cô đó nha. Cô ấy bán các loại mắm rồi đặc sản rồi khô bò các kiểu, tôm khô đủ loại hết á. Nhưng mà mình chưa có mua cái gì hết, mình không biết, mình chỉ mới ăn cái loại mắm này thấy ngon thì mình giới thiệu cái mắm này thôi, còn những cái đồ khác thì mình không biết ha. Và một cái hũ mắm như thế này á, là có trọng lượng là 1 kg, thì nó nằm hơn 2 pound một tí đó. Thì giá của một hũ mắm này ở Mỹ đang bán hôm nay mình mua là 40 đô. 40 đô là cái hũ mắm này, tiền hũ mắm nha các bạn, chứ chưa có tính tiền ship nha. Tiền ship là hôm bữa chị mình mua, tại mình mua lại của chị mình á, không phải mua lại mà chị order dùm cho các chị em lấy luôn á, cho nó rẻ tiền ship á. Thì một thùng như vậy là chị order là 6 hũ, 6 chị em là mỗi người một hũ là 6 hũ. À, thì tiền ship là 15 đồng thì tính ra là nó nằm khoảng 2 đồng mấy đến gần 3 đồng cho một cái hũ tiền ship như thế này nè, một cái hũ này tiền ship của nó. Thì nếu mình mua nhiều hơn thì có thể tiền ship nó rẻ hơn nữa, hoặc là mình mua ít thì cái tiền ship nó hơi mắc một chút. Còn cái hũ này mà mình mua là nó 40 đồng ha. Và khi mà mình ăn á, thì ví dụ như ai mà ăn mà thích ăn mặn thịt mặn á, thì cứ trực tiếp lấy ra vầy ăn cũng được rồi, mình cũng ăn rồi, nhưng mà cái vị của mình ăn thì nó nhạt hơn. Mình thích ăn cái vị mà kiểu chua chua ngọt ngọt theo kiểu của người Nam á, thích ngọt chua cay nhiều hơn là mặn, thì mình pha nó ra. Ở đây mình có một cái bát mình pha sẵn nè đó, thì mình dùng cái muỗng canh này nè, mình múc mắm thì cứ 4 muỗng canh mắm như thế này, thì mình cho vào một thìa đường cát trắng và nước cốt chanh á, mình lấy hạt ra mình cũng cho một thìa nước cốt chanh luôn. Mình đảo lên thì mình thấy cái vị nó nhạt hơn và nó chua ngọt đúng với cái vị mình ăn hơn. Còn các bạn muốn ăn cay thì các bạn cắt ớt vào thêm ha, rồi ăn bao nhiêu cay bao nhiêu thì các bạn tùy các bạn cắt vào. Rồi mình muốn thơm nồng hơn nữa thì mình có thể giã hoặc băm một ít tỏi mình cho vào đây. Như ở đây là mình cho vào một tép tỏi băm á, rồi 2 quả ớt, 1 thìa đường, mình đang nói nó hết pin á, 1 thìa đường và 1 thìa nước cốt chanh. Đó. À, cái nước chấm này á, thì mình ăn với có thể nói là chấm mọi thứ đều ngon nha. Như ở đây là đậu rồng nè, đậu rồng là nhà chị chồng mình á, chị Danh chồng chị cho mình một bịch nè. Đó, cái đậu rồng này mình ăn sống chấm vào cái mắm này rất là ngon, mà không phải chấm đậu rồng này ngon không đâu. Các bạn làm cà ghém mà muối chua hoặc là muối sổi chấm với mắm này ăn cũng ngon, dưa leo ăn cũng ngon. Mà hồi trước mình hay ăn món cái khổ qua, mình bào ra mình ăn chung với lại ruốc, gọi là khổ qua chả bông đó. Mà từ khi có cái mắm này mình không ăn cái chả bông nữa, mà mình chấm cái mắm này luôn rất là ngon, ăn với xà lách cũng ngon các bạn, thịt luộc lên
chấm cũng hết sảy. Nhất là đậu hũ nữa, ngày xưa đậu hũ mình hay ăn với mắm tôm á, nhưng mà bây giờ mình lại thích ăn với cái loại mắm này hơn, mắm ruốc. Mắm ruốc mà mình cứ lộn mắm tép không à, tại vì con thật ra con ruốc thì nó nhỏ hơn con tép thôi, nhưng mà nó mình nghĩ nó cũng cùng loại á. Nhưng mà ngày trước mình ăn á, cái mắm mà nó có cái con như thế này nè thì mình hay gọi mắm tép, còn cái nó mịn hơn á thì nó không có cái con này thì mình gọi là mắm ruốc. Nhưng mà bây giờ mình ăn cái loại mắm ruốc này nó có nguyên con á, nên đôi khi mình cứ nói lộn nó thành mắm tép á, nhưng mà thật ra là nó mắm ruốc nha. Chấm sạch sạch cũng ngon, dưa leo cũng ngon. Ăn dưa leo, ăn đậu hũ chiên chấm, trời ơi ngon ơi là ngon luôn. Thịt luộc ăn cũng ngon, mà các bạn cuốn cá mà các bạn nướng nên cuốn bánh tráng á, ăn chấm cái mắm này cũng ngon. Ngon hơn là các bạn chấm với mắm nêm hay là chấm với nước mắm luôn á, mà rất là dễ ăn. Mua cái loại này á, họ ghi ở trên đây là bảo quản được 1 năm, nhưng mà mình để trong ngăn mát nha, cái này mình để trong ngăn mát. Mà mua 1 ký này mà bảo để 1 năm thì á, chắc người nào ăn ít thì chắc cả năm, chứ như mình á chắc mình nghĩ 1 tháng chắc hết rồi quá, chứ làm gì được mà tới năm. Ăn cái gì mình cũng chấm với cái mắm này hết á, từ khi mà biết nó tới giờ á. Bây giờ mình đang giảm cân nên mình không có ăn cơm gì nhiều, tránh tinh bột đó. Nhiều khi lười lười nấu đồ ăn mặn nữa. Có cái bát mắm như thế này, ra vườn hái mấy cọng rau, hái ba cái bậy bẹ dưa cà vô á, rửa sạch chấm với mắm tép ăn không ạ. Vừa ngon vừa no mà vừa diet nữa, vừa đỡ mất thời gian nữa. Nói chung là cái mắm này mình rất là ưng ý, ngon nên mình mới giới thiệu lên đây cho những cái anh chị nào á thích ăn mắm thì có thể mua về ăn thử ha, rất là tuyệt vời luôn. Mình hay ăn không nói chị ba đâu, là ăn mới khó ăn á. Nó khó thì cũng phải, nói chung ảnh là người dễ ăn, cái gì ăn nó cũng ăn được, nhưng mà để mà khen một cái món nào ngon á thì rất là khó. Có một cái món mà anh ấy vừa ý, nhưng mà cái món mắm này anh ấy rất là thích à. Ngon quá, cái đậu rồng cái trái nó nhỏ nhỏ như vậy nè, mình xúc cái mắm nó nhiều ăn nó đậm đà hơn cái trái dưa. Cái này mà hôm nay mình không có đi chợ, chứ nếu mà mình đi chợ làm một cái mẹt nhỏ nhỏ ha, các để các loại rau đó, mình để cái bát mắm này vô giữa thì mình ngồi mình chấm ăn. Ơi là ơi, con có muốn ăn lẩu rồng không? Anh rất cho bồi, anh cho nó đẹp da. Yes. Ngon không? Đó là nhà mình thật ra rau cỏ cô ấy không thích, nhưng mà cứ nói đẹp da là cô ấy vẫn ăn. Ăn đi con, ăn cho nó đẹp da. Ngon quá. Cho con miếng salad nè. Hồi em bà của mình dậy rồi. Đi đúng quá. Ăn cái này á, nó đẹp da lắm á. Nó một cái xấu xí. Yes, eating. Thôi em là em mà của mình dậy rồi. Thôi mình cũng xin được dừng video của mình ở đây nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau với những chia sẻ tiếp theo của gia đình nhà Ella nha. Ella bye bye, bye 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 everybody đi con. Bye bye.
Ngoan quá. Mommy, if you don't eat too much vegetable, you will get healthier. Mommy, you should try it at stomach. No, Ruby. Mommy, that's okay. Try it. Mm-hmm. Okay. See, it's good. Mm-hmm.